cặp viền là đều có mút hết các bạn. Hôm nay làm video giới thiệu cho các bác một cái quả trầm bát 40 trầm điện. Vì bán rất là nhiều cái dòng này rồi nhưng mà hôm nay thì mới làm video cho các bác được, vì rất nhiều bác hỏi trầm điện 40. Cái dòng này nó chất lượng của nó không kém gì RCF, thậm chí còn đỉnh hơn. Đây là tem sản phẩm của hãng này, thực ra nó cũng mới thôi. Tem sản phẩm của hãng. Đấy. Con này nó chạy nguồn xuyến, nó chạy nguồn xuyến bát 40, đánh rất là tốt các bác nhá. Em bán rất nhiều rồi mà giá của nó thì rất là hợp lý thôi. Từ của nó là 19 côn 76, từ 19 côn 76. Và trên thị trường bây giờ thì nó có một cái loại mà các bác rất dễ bị nhầm lẫn, nó rất là giống, nhưng mà cái các bác dễ phân biệt nhất nó là cái loại mà nó làm giống cái dòng này đấy. Nên nó rất khác duy nhất đó là cái màng của nó là không phải là màng bóng này, đây là màng sơn bóng này. Màng sơn dầu các bác nhá. Màng này là màng sơn dầu. Còn trên thị trường hiện nó đang cũng có một cái dòng, đó là dòng của nó không cái màng nó hoàn toàn khác, màng trơ, nó không có sơn dầu, không sơn bóng như này. Đây là các bác xem cũng lưu ý, đánh rất là tốt. Còn cái dòng kia thì cái bát kia đánh rất là kém, hình thức nó làm rất là giống, mặt sau này và cái xương này thì nó làm rất là giống, nhưng mà chỉ khác mỗi cái mặt này. Đấy, cái màng này, màng cái loại em bán thì nó là màng sơn bóng, sơn dầu các bác nhé. Còn cái loại kia thì nó không có sơn dầu, nó là cái loại màng khác. Đấy. Còn cái coi bên trong này thì em cũng không tháo ra, không biết là nó giống nhau khác nhau cái gì, chất lượng nó ra nào thì em không biết vì em không bán dòng đấy. Còn dòng này em bán thì chất lượng nó khá là ok mà giá của nó rất là tốt các bác nhé. Giá thậm chí là chỉ nhỉnh hơn hàng Việt Nam một chút thôi, mà chất lượng của nó thì rất là tuyệt vời. Thì hôm nay em làm một cái video trong này thì bông và các thứ ở trong này. Còn em cũng không tháo nó ra bởi vì trong nó là cái mạch xuyến, thì cũng như tất cả một số các mạch của các loại trầm điện rồi, nó đều là cái cục nguồn xuyến bằng đây. Và cái công suất nó thiết kế thì chắc chắn là các nhà sản xuất người ta cũng thiết kế làm sao mà nó ra cái công suất nó đủ cho cái quả bát kia rồi, nên là mình cũng không cần thiết mà mình có tháo ra, mình cũng chẳng biết công suất là bao nhiêu cả. DTC Pro Audio model D15, tất cả dùng ốc lục giác hết nó nhé. Đây là tem hàng. Em bán rất nhiều nhưng mà không làm video, rất nhiều bác hỏi, thế hôm nay em làm cái video để cho các bác xem. Bác nào có nhu cầu mua thì là liên hệ với em, hàng nhập giá rất tốt, giá gần như là hàng Việt Nam, giá ngang với giá hàng Việt Nam, mà chất lượng thì rất là ok, em ghép rất nhiều, chất lượng rất hay luôn. Con này đánh 60 giờ CF là hai con đánh ngang nhau, đánh như nhau. Thậm chí là có khi còn nhỉnh hơn GLCF ấy. Mà giá rất là tốt các bác nhé. Nó rất là tốt. Và vừa rồi em đã nói là trên thị trường hiện nay nó có một cái dòng mà nó rất là giống ấy. Nó làm rất là giống, nhưng mà cái màng của nó là khác duy nhất cái màng các bác nhé. Màng của nó là màng không có sơn bóng này đâu, nó dùng cái màng khác. Chất lượng nó ra rất là kém, một số anh em mua rồi dùng nó rất là kém. Còn cái dòng này thì màng của nó là màng sơn bóng, côn của nó là chữ 76 thôi, từ 19 thôi, côn 76. Cái căng của nó đây, đây là cái tem, đây là một cái tem nữa. Tất cả thì có đều có dán viền hết. Để chống rung. Ốc thì tất cả là ốc lục giác hết. Vào đây. Cũng một
một lớp lị để chống rung. Nhưng mà nếu không có cái này thì tiền đánh nó sẽ rung, nó sẽ ùng ùng. Tiếng rất là hay quá nhá. Trong tầm giá này em khẳng định nó là quá ok. Không có gì phải đắn đo và suy nghĩ nữa. Một quả chập điện mà giá có hơn 3 triệu thôi. Quá là ok. Đấy. Mà chất lượng của nó thực sự là cực kỳ tuyệt vời luôn. Có một cái dòng nó em phân biệt rồi nhá. Có dòng nó giống này nhưng không phải đâu. Nếu các bác mua mà các bác mua rồi thì các bác sẽ thấy chất lượng nó khác nhau hoàn toàn. Nó rất là giống. Giống cả tên và nhưng chỉ khác cái bát là nó dùng cái bát khác các bác nhá. Các bác, em sẽ thử làm video cho bác nào có nhu cầu sử dụng cái trầm 40 này về nâng cấp cho cái dàn karaoke nhà mình thì alo cho em nhé. Giá nó hơn 3 triệu thôi, chất lượng cực kỳ tuyệt vời, chắc chắn các bác sẽ không chê được đâu. Em bảo thì ok là ok, trong tầm giá nó quá tuyệt vời luôn các bác nhé, không có gì phải chê trách cả. Thậm chí là đánh không đánh bằng ngang bằng đánh như những con như con giò xét ngày trước em làm và một số dòng hiện nay đấy, đánh không kém ai, chất lượng cực kỳ tuyệt vời mà giá của nó thì giá của nó rất là tốt. Thực ra thì nói thật là đây là cái hãng này nó mới ra. Hiện tại thì nó đã ra đầy đủ các mẫu từ trầm, từ loa đến mic đến đẩy, hãng TTC này các bác nhé, nó mới ra nên là nó cái giá gần như nó đưa ra cái giá chào hàng, em nghĩ là như vậy. Vì em thấy chất lượng của nó quá tuyệt vời mà giá nó rất là thấp, so với mặt bằng rất thấp mà chất lượng của nó thực sự là quá tuyệt vời, không kém ông nào nhưng mà giá nó cực kỳ tốt. Em nghĩ là nó mới ra nên nó đưa lên cái giá chào hàng để quảng cáo thương hiệu là chính thôi. Đấy, thế nên là quan điểm của em là em cứ tìm hiểu cái dòng nào mà giá vừa phải mà chất lượng ok là em làm cho các bác được dùng đó nhé. Bây giờ như cái dòng cái hãng này nó ra đầy đủ rồi nhá, từ mic, loa, trầm, đẩy là nó có rồi, nó sẽ hoàn thiện dần đầy đủ các sản phẩm cho nó. Và em nghĩ là nó đưa ra mức giá gần như bây giờ là mức giá chào hàng thôi, bởi vì em thấy chất lượng của nó không thua ai đâu mà giá của nó thì cực kỳ tốt nhá các bác nhá, cực kỳ tốt. Nhưng mà hiện tại thì nó ra có rất nhiều mẫu nhá, có những mẫu các bác không biết là có những mẫu đấy, như vừa rồi nói đấy là cái màng của nó đây này, màng của nó là cái màng trơ, nó không có màng sơn bóng nên chất lượng cái dòng đấy đánh chán nó. Con dòng này bác nhá, em bán nhiều rồi các bác mua rồi biết. Và bác nào có nhu cầu sử dụng nâng cấp bộ dàn thì liên hệ với em nhé, giá có hơn 3 triệu thôi, chất lượng thì khỏi phải chê. Trầm Việt Nam người ta còn bán 3 triệu mấy 4 triệu. Trong quá trình là hơn 30 năm công tác. Đấy. Thì thực ra những cái quả trầm Việt Nam ấy thì mức giá của nó thì nó chỉ tầm hơn 2 triệu thôi. Nhưng mà em hiện tại trong nhà ra em không có cái mẫu xung 40 của Việt Nam. Nên là em không làm. Thì mẫu này em bán rất nhiều mà hôm nay em mới làm thì rất nhiều khách gọi hỏi. Thế nên là em phải làm cho bác xem. Mỗi lần giải thích cho các bác cái loại này loại kia các bác không hiểu. Cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video nhé. Biết được tôi ở bệnh viện Tính và